Dạ, gì đâu vậy? Dạ, giống kính kìa. Từ từ. Rồi, hôm nay lên diễn cá quết nữa hay sao? Không có, anh em lên muốn chán, em gái em ở Cà Mau lên thăm em. Em lướt qua chị Thi luôn. Đó, em trai gái dễ thương quá ha. Ba muốn ăn cá riêng chiên hay qua bên đó? Đi cá quết nữa. Cái gì chứ? Lên chán này hả? Này cái này tức là mưa gió là đỡ nè. Đó, trời ơi, là trời, thấy cái này làm trai quá ok. Quá ok, quá làm trai luôn. Làm cái bên kia luôn nữa. Trời ơi, quá đẹp nữa. Có đây em, trời em gái. Gái. Đứng đây trời mà làm gì trời ơi. Nghe nè, từ Cà Mau lên xa đó. Được rồi, ấy rồi, ai vui quá trời rồi, được rồi. Đợi. 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 Để bị nó đi vô đã, nó xa lắm. Trời ơi, chồng lấy đồ em vừa. Kìa, bây giờ tới nơi kìa, không có đường. Kìa. Lấy đồ đi hả? Ướt. Muối, muối, muối bịch. Đó. Muối bịch, kìa. Thì đây gọi như vậy. Trời ơi, trời chết rồi. Bây giờ mau lên là phải mặc đồ vậy hả? Chuyển động vậy hả? Mẹ ơi, tính chặt mẹ đó mẹ. Tôi đi làm nhục tôi hay cái gì? Không sao, sao mẹ con nó đẹp lắm rồi. Trời ơi. Trời ơi. Bà đứng cái gì đây đi. Gia đình tôi là hạnh phúc. Con, cô nói lời cho mọi người. Mở, mở tầm nhìn ra con. Mẹ đẹp của con rất là đẹp. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi xuất sắc luôn. Trời ơi, mẹ nó tiếp tục đi con. Giấy đàn gà thấy không? Chưa có gà. Tiếp tục đi con. Không ai đẹp bằng mẹ con. Trời ơi. Mẹ con là nhất. Trời ơi xuất sắc, con tôi nói thật là con bé này nó không biết nói dối mọi người ơi. Trời ơi tôi đã dạy nó, tôi nói thôi con nói dối, con ra đường con phải nói dối. Nó không biết nói dối. Đúng không con? Dạ đúng. Rồi con khen mẹ tiếp đi con. Hết lời rồi. Hết lời rồi. Con này mừng ăn sống nhăn. Hello. Hello. Sao? Hết lời rồi. Bởi vậy đâu muốn khen. Ủa trời nghiệp béo quá, đi vô trong dù đứng đi, chị đứng vô cho. Đi vô cho chị. Mẹ ơi, nè. Rồi nón trắng bà hiểm trắng kìa. Rồi đụng nó quá. Á, bóng luôn đó má. Từ Cà Mau lên là dưới Hồ Tiên liền. Chào em. Quá 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 mọi người ơi. Em thấy bé này nó mặc quần sát hán, nó lội mít qua một bên. Trời ơi em ơi, có bịch nước mía em lợt qua một bên nha. Chị thấy gọi không? Chị thấy gọi nè. Trời ơi em ơi, cái chè cho nước em ơi. Tôi qua cho chị coi. Hết cái chè cho nước, cái chè cho nước. Trời một nó nằm một bên cái chè cho nước. Trời ơi, trời ơi, chị ơi, không thấy quay nhiễu vậy. Chị lại cương. Chị lại em. Trời ơi, chị lại cương. Chị lại cho em. Đâu đâu đây chị nặng hai cái chè cho nước xuống thôi. Cái chè cho nước nó lợt qua một bên em ơi. Nó hết 90% nằm bên phải rồi. Đúng rồi. Hết rồi nè, hết rồi. Còn tao lại mày. Ủa em bự quá hay sao vậy? Đó là kéo gà quá trời vậy. Sao vậy? Sao ạ? Rồi. Hết rồi. Trời ơi là trời. Nó rồi vậy. Bây giờ nó thành xẻ ra hai đường kẻ rồi. Sao cái con này nó không hay vậy? Con có gì đâu, đường mương nữa. Hết rồi chị ơi, chị đừng có để ý nữa. Có ai thấy đâu. Bên đây là hột sầu riêng nè. Còn bên đây là hột chôm chôm. Trời ơi là trời, chị lại cưng, chị lại cưng. Chị em trong nhà của mình. Chị em trong nhà cái gì? Mày mặc mày tép không có kỹ. Trong nhà được mấy quay nhiều rồi. Không có mấy quay gì tao làm nhục mày luôn. Mày mặc trời ơi là trời. Chị ơi. Được rồi, trời ơi là trời. Em gái em mua mấy bịch nè. Sao? Dạ. À, muối bịch để con. Muối bịch vậy. Muối bịch muối bịch. Năm bịch nha. Năm bịch chị yêu ơi. Năm bịch. Chị đâu rồi? Trời ơi, đi đi đi. Đúc đúc đi, không có cái đường này. Đi nè, làm gì đứng em gái em mà trời ơi, nó ngại không sao. Nó ngại trời ơi, đứng là vô duyên dễ sợ. Nó nghe ba tiếng nhân điểm đó. Quay đi con. Không mặt một nha mọi người, em nói lộn. Đứng đây coi. Đứng đây này làm gì vậy trời ơi.
nước đàng hoàng ơi. Nó mấy anh nè, mấy anh nói chuyện nè. Facebook em gái là gì? Facebook em gái em là Khay Lan Nhi. Khay Lan Nhi. Khay Lan là chữ K A Y dài L Y dài. Yến Nhi, Nhi là Nhi á, Yến Nhi á. Mà phải Yến Nhi nha, Khay Lan Nhi. Gái của Bon có người yêu chưa? Chưa có người yêu luôn. Mấy tuổi Bon giới thiệu luôn. Chưa có người yêu thật sự. Đứng đây coi chọn đứng nghe nè, gã chồng này mệt quá. Em lấy Khay Lan Nhi mọi người ơi. Nha mọi người. Mấy người đẹp là thường ế gì đó. Ác gì đó trời, giờ vậy không á. Dễ thương vậy mà cứ có người yêu. Anh mấy anh có ai không? Làm ai có đi. Anh nè. Đồ hết trà. Đứng đứng đàng hoàng thôi. Rồi đừng lo đây. Biết rồi, đang gỡ ra nè. Đứng xuống dưới thiếu. Đứng chán làm nhìn rồi đó. Rồi được rồi. Em bố năm nay nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 98. Sao hỏi em bà? Em bà. À mố. Dạ em năm nay sinh năm 2000 à. 2000 2000 mệt quá, lấy bộ đi. Dạ 2000 à. Là năm nay vừa bằng 20 tuổi trên thanh xuân. Đưa cái lưng kỳ vậy đưa cái mặt ra. em gái ngại á. Gái ngại. Cứ đưa bình thường mẹ. Mà đang đợi bánh chán kìa. Vậy mẹ. Nó đi nè, ai biết đâu á. Trời ơi. Dắt thú quá giờ mà giờ không ăn được gì hết trơn vậy. Không ăn được một miếng nào hết trơn. Ngồi đây nè, tát ơi. Cứ đi ngồi nè. Mọi người muốn mua bánh, mọi người vô đây nè. Trời đang mưa, đừng đến cái đó, mưa lắm. Giờ tụi tâm mình nói rồi. Em gái Bon đẹp quá à. Em gái Bon nó nghe tên Nhi, Khay Lan Nhi nha. Bon là mấy người ăn này nhớ gì chứ Bon là có Bon bê phở nha, được Bon bê bò nha. Trời ơi là trời ghi lên thì tức chết đó liền đó. Có rồi cái gì sạch coi hả? Bon nát. Bon nát. Nhớ nha Bon nát. Khay Lan Nhi nha. Giang Ngọc. Mưa nữa rồi. Bé bé ơi. Mua ăn vui ốc cho. Đừng nè, đây nè. Mà có đâu? Về hả? Ok được á. Mà mai phải đánh đùng lồn ra á. Đâu về hay là đi đâu về hay là ở nhà ghé lên đây. Từ Cà Mau lên anh ơi. Mới lên tức thời là ghé luôn á. Em lên sáng rồi. Lên bé dễ lắm. Con bé thật thà quá, thật thời là mới lên tức thời. Nó hơi xạo thôi. Im đi. Bé mặt mộc luôn mọi người, không có đắp đếm, đánh miếng son thôi á. Dạ. Em cũng vậy nha, em không đánh phấn gì hết trơn á. Em đẹp hơn á. Có người mặt kêu à, có khán giả kêu là quay em gái gần xíu. Em gái gần xíu kìa, chỗ rồi. Để em phải chừng ngưỡng. Bình thường đứng thì ngồi thẳng lưng lên. Khán giả yêu cầu. Sáng lên nè. Sáng lên, wow, quá đẹp luôn ha. Ai cho mắt miếng em gái mình đeo xíu. Không hợp bộ đồ công chúa thì phải đeo lên rồi cứ anh tạo đen cho bà nội tôi làm bảo kê được nè. Mưa nữa rồi chị ơi. Mấy lỗi rồi đó giờ không có tính hàng nữa giờ mưa gió cái màn gì hai bọc thì mình cứ ngồi đi, có thì đem ra có thì đưa cho yên tâm. Biết hết, tôi có đó có bánh nào hô cái mọi người đứng lên. Hấp ơi, cần ông hiểu rồi. Hấp ơi, cần ông hiểu rồi. Chị, em gái em chị. Bé ơi, trắng đẹp dễ thương quá rồi, bé kia xuất sắc luôn bé kia. Nổi bật quá ha, ba đứa đẹp ha. Ơi mà cái đứa ở đây nó hình xinh xinh nha. Dạ. Nói là chị yếu. Bà đi ra luôn. Nó vô duyên vậy rồi. Mở điện vô duyên quá. Còn bự quá như vậy. Trời mất rồi. Sao mệt nha. Em đi ghế nè. Dâu. Em về bên ok em. Đừng hình với em chị mới cười đó nha. Dạ trời em biết mà em thương chị á. Cà Mau lên là chị biết rồi. Mưa gió cũng lặn lội qua vậy nè. Bây giờ mưa quá này giờ sao chị? Đi rồi.
Để video nha.